Chào mừng quý vị các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì trong video này Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách săn được vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không Vietjet. Thì chúng ta muốn săn được vé máy bay giá rẻ thì chúng ta phải chọn xác định được địa điểm đi, địa điểm đến và ngày khởi hành thì phải xa ra ngày book là ít nhất là nửa tháng, nhiều khi là vài ba tháng, khi là nửa năm thì chúng ta mới săn được vé máy bay giá tốt nha các bạn. Vương sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi nhé. Thì điều đầu tiên chúng ta hãy gõ vào cái thanh tìm kiếm của Google, chúng ta gõ chữ Vietjet. Rồi nó có ở đây vietjet.com nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bấm vào trang web chính thức của hãng hàng không Vietjet. Khi mà chúng ta đăng nhập vào cái Google thì nó báo là ở đây ưu đãi khủng dành riêng cho bạn, đừng bỏ lỡ. Thì chúng ta có thể là để sau nhé hoặc là đồng ý luôn. Chúng ta đồng ý luôn. Thì sau này hãng hàng không mà nó có những cái vé máy bay giá rẻ hay là có thông tin khuyến mãi gì từ nhà hãng thì nó sẽ gửi mail cho các bạn, thì chúng ta bấm vào đồng ý luôn nha. Rồi thì đây là chúng ta bấm vào cho phép luôn nha. Đó thì cái đó là cách thứ nhất để chúng ta nhận được mail từ cửa hãng hàng không Vietjet để nó luôn luôn cập nhật cho chúng ta những thông tin về giá vé hiện tại và nó sẽ có những cái ưu đãi cho các bạn khi mà hãng hàng không nó đưa ra những cái giá vé khuyến mãi tốt nhất. Rồi chúng ta kéo lên vào đây thì chúng ta thấy những cái chặng bay nó đang quảng cáo này, từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh là 49.000, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt là 39 nè, và cái đây tương tự như vậy. Thì chúng ta bấm vào chúng ta xem đó, nó sẽ quảng cáo ở đây là chúng ta thấy được những cái chặng bay giá rẻ nhất, nó sẽ show ra ở đây chúng ta, nhưng mà nó show trên cái mặc định này thôi, chứ là không phải là lúc nào chúng ta vẫn tìm được cái giá 39.000. Ví dụ như từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, nhiều khi là chúng ta kiếm 39.000 thì kiếm không ra nha, lâu lâu thì chúng ta kiếm cũng có. Ví dụ để 39 mà chúng ta kiếm 99 thì nó dễ hơn. Rồi bây giờ thì Vương sẽ xác định cái địa điểm đi. Biểu Vương sẽ bấm vào đây. Vào Vương sẽ khởi hành. Khởi hành bây giờ Vương sẽ đi từ Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì bây giờ mình thấy bên này nó có từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng này 39.000. Thì bây giờ mình sang thử nó có giá mà 39.000 hay không. Thì khởi hành Thành phố Hồ Chí Minh và địa điểm đến của mình sẽ là sân bay Đà Nẵng nè. Rồi tiếp theo đó chúng ta hãy chọn ngày khởi hành. Thì như Vương đã nói, chúng ta muốn săn được vé máy bay rẻ thì chúng ta phải chọn cái ngày khởi hành xa ra ít nhất là vài tháng. Thì Vương sẽ chọn vào tháng 7 hoặc tháng 8 đi. Rồi tháng 8. Rồi mình sẽ khởi hành vào ngày 15 tháng 8 này. Và ngày về của mình sẽ là ngày 19 tháng 8. Cái đây là mình nhá nhá thôi nha. Chứ còn nhiều khi mình bấm vào đó mình thấy cái giá mà nó không tốt thì mình có thể là linh hoạt cho các bạn ha. Thì chúng ta muốn tìm được giá rẻ thì chúng ta nên tích vào đây, tìm vé giá rẻ. Đó, tìm vé giá rẻ thì nơi này nó sẽ hiển thị cho chúng ta tất cả số tiền, nó hiển thị đến từng ngày cho chúng ta lựa chọn. Rồi bây giờ tiếp tới hành khách thì chúng ta nên chọn một hành khách là ok rồi. Bây giờ là mình đang xem vé máy rẻ thử nó có hay không. Rồi vé khuyến mãi, mã khuyến mãi các bạn có khả khuyến mãi thì chúng ta điền vào đây. Rồi ok, bây giờ Vương sẽ bấm vào cái tìm chuyến bay tại đây nha. Rồi lúc này tìm chuyến bay thì nó đang lót cho chúng ta. Hiện tại ở trên cái thanh này là nó show cho chúng ta tất cả các tháng 6, 7, 8, 9, 10. Hiện tại là ta đang chọn tháng 8, chúng ta kéo lên. Tháng 8 á, thì mình thấy là không có khuyến mãi rồi nha. Mình chuyển qua tháng 9. Cái đây nó được cái là nó show chúng ta nguyên tháng luôn. Thì chúng ta tha hồ mà lựa chọn từng ngày cụ thể. Vương thấy tháng 9 là ok rồi, mình sẽ dời qua một tháng. Mình sẽ đi du lịch mà. Linh hoạt, cái ngày nào rẻ thì mình đi thôi. Mình sẽ chuyển vào ngày 15 tháng 9 này nha. Rồi Vương sẽ chọn vào ngày 15 tháng 9. Và tiếp theo đó, Vương sẽ kéo xuống cái chặng khứ hồi. Mình đi tháng 9 thì bây giờ mình phải bấm lên tháng 9, bấm vào đây. Tháng 9 ngày 15 mình khởi hành và sẽ là ngày 18 này. Thôi mình đi ngày 19 ngày về đi. Ngày 19 là cũng có được cái giá mà 99.000 nha. Giá 99, chứ còn cái giá mà 39 mình nghĩ kiếm không ra thôi. Bây giờ Vương sẽ đi kiếm thử cái giá 39 như nó khuyến mãi nó báo có không nha. Đó, giờ mình sẽ kiếm thử nó có đi ra không. Tới tháng 11, tháng 12 không có nó là xong. Rồi cũng có giá mà thấp nhất hiện tại là chỉ có 99.000 thôi. Rồi, cái tháng 1 và tháng 1 thì nó chưa bán nha. Rồi giờ mình bấm xong lại, mình sẽ chọn vào cái tháng 9. Rồi như tháng 9 thì mình đã chọn rồi đó. Tháng 9 nè. 15 nè. Rồi mình đi ngày về của mình sẽ là ngày 19. Rồi ok, như vậy là mình đã chọn được vé máy bay giá rẻ nhất hiện tại là 99.000. Thì tiếp theo đó chúng ta sẽ bấm vào đi tiếp. Rồi, lúc này vào đây thì chúng ta sẽ bấm là chọn là giờ khởi hành nha. Ngày thì chúng ta đã chọn rồi, bây giờ chúng ta chỉ là chọn giờ thôi. Thì mình thấy là
economy là toàn 99 ngàn hết, thì mình sẽ chọn cái giờ nào đi nó phù hợp. Phù hợp là thường là mấy cái giờ từ 10 giờ đó lên nó rất phù hợp. Mình sẽ chọn cái chuyến là 10 giờ 35 nha. Rồi 99 ngàn thì lúc này nó sẽ tính thuế và phí là 444 ngàn, giao vé là 99 ngàn cộng với VAT nó lên là 106 ngàn nè. Rồi tổng tiền chúng ta phải trả cho một cái chặng này là 550.920 đồng. Thì cái quy định của cái giá vé mà economy này là nó chỉ có 7 ký hành lý xách tay nha. Vì chúng ta muốn xem chi tiết nữa thì chúng ta lít vào đây thì nó sẽ hiển thị ra economy mình cả hàng cuối economy 7 ký xách tay, hành lý ký gửi thì phải mua thêm này. Còn thu phí thay đổi vé này, thu chênh lệch vé nếu có này, thu chênh lệch vé có nghĩa là bây giờ hiện tại chúng ta đang chọn cái vé mà 99 ngàn, nhưng mà sau này chúng ta muốn đổi qua một ngày nào đó có vé nó lên là 199 ngàn thì chúng ta phải bù vào 100 ngàn nữa, đó là cái tiền phí trên lệch vé. Chúng ta mua cái hạng nó cao hơn một tí đó, đổi tên hành khách thì nó không áp dụng nha các bạn. Cái Deluxe với Economy là không áp dụng đổi tên hành khách, nó chỉ áp dụng cho Skybox và Skybox Business đó. Và năng hạng vé thì nó có cho năng mà thu phí đổi dư thu phí trên lịch vé này. Chúng ta mua vé rẻ thì tốt nhất chúng ta phải quyết định cho nó quyết đó, chứ còn mua vé rẻ mà cứ đổi tới đổi lui thì nó cũng không tốt lắm đâu. Rồi thì giờ chúng ta đã xem quy định vé xong thì chúng ta lịch ra. Và giờ cái Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta cũng chọn là cái giờ đó luôn. Rồi như vậy là tiền chúng ta phải trả là 1.001.840 đồng này đó. Thì tiếp theo đó chúng ta bấm là đi tiếp. Rồi như đây rồi chúng ta cái tổng quan cái với máy bay chúng ta đó, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và Đà Nẵng tới Thành phố Hồ Chí Minh, tổng tiền chúng ta phải trả là đây, số tiền là 1.101.840 đồng. Thì sau khi chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta chỉ cần bấm đi tiếp nữa thôi. Thì lúc này chúng ta hãy nhập họ và tên. Nhập họ tên thì nó thông báo này, viết khoa không dấu này, nhập như cái giấy mà căn cước công dân này nhưng mà không dấu nha. Thì ngày tháng năm sinh, quốc tịch thì Việt Nam, thì cùng cái các bạn ở đâu thì chúng ta điền vào. Ai mà ở nước ngoài thì chúng ta phải điền vào nha. Còn số điện thoại bắt buộc nè, rồi email nữa nè, email nơi ở. Rồi sau đó chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ nhận được thông tin khuyến mãi từ nhà hàng, nó sẽ gửi cho chúng ta nha. Nhiều khi có chương trình khuyến mãi nào VIP thì nó sẽ báo chúng ta để chúng ta đặt vé. Thì cái phần mà nhập tên này á thì Vương có làm nhiều cái video rồi, thì Vương sẽ có để là cái link trong cái phần mô tả đó, các bạn vào đó các bạn xem. Thì hôm nay là cái chủ đề video này mình sẽ là hướng dẫn cho anh chị các bạn cách xem được vé máy giá rẻ. Và các bạn mà nếu mà đặt vé không được thì hãy liên hệ cho Đại Vương qua số điện thoại 0707171739 hoặc vé máy bay Đại Vương a@gmail.com, mình sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn. Vâng, như vậy là video Vương vừa chia sẻ cho anh chị các bạn cách săn được vé máy bay giá rẻ trên hãng hàng không Vietjet Air đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.